Con hổ vong ơn. Ngày xa xưa, vào thời vua An Dương Vương, người Việt còn đóng khố, cởi trần, định cư ở vùng đồng bằng và trung du, làm nghề nông và săn bắn. Ở làng nọ, có một người đàn ông nhà nghèo, quanh năm vất vả mà vẫn không đủ ăn, không làm được nhà ở. Ông phải lên rừng đốn lúa đem về làm bè và dựng thành lều trên sông Lam, ngày ngày tảo tần đêm đó và đưa đò kiếm sống. Vào thời đó trong vùng cũng có nhiều hổ dữ thường bắt người ăn thịt. Phải nhanh chân về nhà mới được. Ủa, sao nhà vẫn chưa sáng đèn? Đáng nhẽ giờ này cha phải ở nhà rồi chứ. Cha ơi, cha! Nguy rồi, cha đã tuổi già sức yếu, giờ này còn chưa về thì tính mạng thật khó bảo toàn, không thể chần chừ được. Cha, cha ơi! Hai bác ơi, các bác có thấy cha tôi? Cậu có muốn chết không mà đi tìm? Hổ dữ tìm đến đây ngay bây giờ đấy. Nó vừa mới bắt được một người tha đi rồi, chẳng mấy mà quay lại đâu. Đây này, chúng tôi thấy nó bắt một ông cụ, nhưng không kịp nhìn được đó là ai, chứ còn sót lại cái khăn này nên vội cầm về cho người nhà nhận đây. Hả? Hổ phụ? Cha, cha ơi! Quá muộn rồi, giờ cậu muốn giữ mạng thì hãy về nhà ngay đi, có gì để mai rồi cùng nhau đi tìm xem ông ấy còn sót lại gì không. Cha, cha ơi! Nào, nhanh về thôi. Gia cảnh nghèo khó, chỉ có hai cha con nương tựa nhau qua ngày. Nay người cha lại bị hổ dữ vồ, khiến cho ai ai cũng đau xót thay cho người lái đò. Nhà ngươi dòng dõi trên thượng giới lại xuống hạ giới sinh sống và làm càn bắt cả con người để ăn thịt. Khắp dân làng, đến ngay cả ta đây, đã phải chịu bao nỗi đau mất mát chỉ từ ngươi mà ra. Thế nhưng ta vốn chẳng dám phạm đến ngươi, còn ngươi thì hôm nay tự tìm đến đây và mắc vào tai họa thế này, âu cũng là dịp để ta báo thù cho những người thân vì ngươi mà không còn nữa. Xin hãy dừng tay. Hả? Ngươi đang nói chuyện với ta đi ư? Đúng vậy, đúng là hôm nay cực chẳng đã ta mới rơi vào tình thế này. Nhưng xin ngươi hãy hiểu rằng, cũng chỉ vì sinh tồn, ta bắt buộc phải có thức ăn mới sống qua ngày được. Nếu ngươi tha cho ta, thì ta xin hứa sẽ không giết hại con người nữa. Ngươi có thực sự hứa sẽ không giết hại con người nữa không? Ta hứa, ta hứa. Sau khi đưa con hổ vào bờ, người lái đò gỡ chân nó khỏi cái bè và cầm máu, băng bó vết thương cho nó. Được rồi đó, vài bữa nữa nó sẽ khỏi thôi. Ta đúng là có phúc mới gặp được người rộng lượng như ngươi, hãy nhận của ta một lạy, cảm tạ ơn cứu mạng. Nhưng ta chỉ cần ngươi giữ đúng lời hứa, không phạm đến con người nữa thôi. Ta sẽ giữ lời. Giữ lời hứa với người lái đò, hổ về rừng ẩn mình. Dân làng cũng vì thế mà vui mừng khôn xiết vì thoát được nạn hổ dữ. Thế nhưng chỉ một thời gian, hổ lại không cưỡng được cơn thèm máu của nó. Ủa, có mùi người qua đây, mùi máu người mới hấp dẫn làm sao. Ta nhất định sẽ chỉ bắt thêm người này nữa thôi. Đây chẳng phải là ân nhân cứu mạng của ta hay sao? Ta đã giết mất ân nhân rồi. Không biết rằng người lái đò vào rừng tìm mình, hổ nghĩ rằng có con mồi nên đã vồ ăn thịt. Ngay khi phát hiện ra đã vồ trúng ân nhân của mình, nó như sực tỉnh và hối hận kêu gào vang động cả khu rừng. Hổ không ăn thịt người lái đò mà mang xác ông ra lại bến đò. Trời ơi, đây chẳng phải là người lái đò đã khiến cho hổ giữ một thời gian không trở lại làng đây sao? Thế mà giờ lại bị hổ vồ thế này. Nhưng mọi người thấy có lạ không? Tôi thấy hôm trước ông ấy đi vào rừng tìm hổ, càng thế nào cũng không được. Nay ông ấy bị hổ vồ, nhưng xác lại nằm ở đây. Chẳng phải là con hổ đã không ăn thịt ông ấy sao? Đúng rồi. Người làng phát hiện ra ông đã mất, mà lại được hổ mang xác từ trong rừng ra bờ sông,
nơi con đò ông hay neo đậu, nên lấy làm điềm lạ vô cùng. Họ liền chôn cất ông tử tế và hương khói cho ông như một vị thần thổ địa nơi bến sông ấy. Từ khi ngôi mộ người lái đò đắp lên, con hổ đêm đêm về chầu trước mộ ông kêu khóc thảm thiết. Cũng từ đó, nó tuyệt nhiên không làm hại đến con người nữa. Từ đó trở đi, không chỉ ở ngôi mộ bên sông, người dân khắp các vùng còn làm tượng đá của hổ trong thế quỳ, miệng há để nhắc lại câu chuyện xưa. Bức tượng hổ được thờ mang ý nghĩa cầu sự yên ổn cho dân làng. Tức giận và yêu thương. Thưa bác sĩ, tôi là cảm xúc, sếp của hai cậu này. Cậu này là yêu thương, còn cậu này là tức giận. Bọn họ là anh em sinh đôi bị gắn chặt vào nhau từ lúc ra đời. Chúng tôi nhận họ vào làm việc cũng lâu rồi. Ồ, bác cảm xúc này, bác có những nhân viên thật kỳ dị. Không, tôi xin lỗi. Ý tôi muốn nói là họ thật kỳ lạ. Tôi nghĩ rằng việc họ dính chặt vào nhau thế này có đôi lúc rắc rối cho công việc điều hành của chúng tôi. Cho nên tôi muốn bác sĩ hãy tiến hành phẫu thuật để tách rời họ. Chúng tôi không muốn tách rời nhau. Phải đó, anh em chúng tôi sống với nhau thế này đã lâu rồi, có chuyện gì ảnh hưởng đâu. Chúng tôi đang làm rất tốt công việc của mình để giúp chủ nhân của chúng ta sống luôn hạnh phúc đó. Nhưng gây khó khăn cho việc điều hành của tôi. Chúng tôi không đồng ý phẫu thuật. Nếu không phẫu thuật, tôi sẽ sa thải các cậu. Ông không dám làm thế, bởi không có chúng tôi thì ông quản lý ai nữa. Không có chúng tôi thì ông cũng mất việc thôi. Tôi phải làm gì đây? Xin lỗi đã làm phiền bác sĩ. Tôi cũng bó tay rồi. Chíp, vụng về đến thế là cùng. Sao mẹ lại tức giận với con? Con không yêu mẹ. Mẹ quát vì mẹ lo cho con. Mẹ yêu con nên mẹ mới tức giận như vậy đấy. Mẹ tức giận tức là mẹ yêu thương mình sao? Ông thấy không, tức giận và yêu thương là một. Chúng tôi không thể tách rời nhau. Sao giờ này vẫn chưa về chứ? Anh đi đâu mà giờ này mới về? Anh Hợp mà. Hợp thì cũng phải báo một câu chứ, để em chờ cơm đến giờ này à? Thì lúc chiều anh đã báo em rồi, không ngờ Hợp đến tận giờ mới xong. Thôi, mình cùng vào bàn ăn nào. Không ăn uống gì hết, bực cả mình. Ba ơi, mẹ yêu thương ba con mình nên mới tức giận vậy đó. Ai nói với con yêu thương thì phải tức giận? Mẹ nói thế mà. Đấy, họ phải hiểu tức giận chính là yêu thương. Không yêu thương thì tức giận làm gì? Anh em ta làm nên hạnh phúc cho họ đúng không? Yêu thương không thể tách rời tức giận được. Có yêu thương và tức giận, cuộc sống mới hài hòa và hạnh phúc. Chẳng lẽ bọn họ đã đúng? Đương nhiên chủ nhân của ta rất yêu thương chồng con của cô ấy, nên cô ấy mới thường xuyên tức giận đấy chứ nhỉ. Cô ấy tức giận là biểu hiện lo lắng cho mọi người mà. À, bà ngoại ra chơi. Bà có quà cho cháu gái đây. Mẹ ra chơi đấy ạ. Thế mà không báo cho con để con đi đón. Ôi dào, xe đón tận cửa nhà, làm gì mà phải đón mẹ. Mẹ nhìn lại mẹ đi, hôm nay gió mùa, thế mà mẹ lại ăn mặc thế kia thì làm gì chả ho. Có khi ốm lăn ra bây giờ ấy chứ. Mẹ già rồi mà còn không biết tự lo cho mình là sao. Bà ngoại ơi, mẹ con yêu thương bà nên mới tức giận đấy ạ. Bà biết rồi. Yeah, có yêu thương mới có tức giận. Chúng ta vẫn luôn đồng hành phải không? Chúng ta không thể tách rời. Cái lũ yêu thương với tức giận cũng làm việc chăm chỉ quá. Chíp, chíp. Chíp, cô đang gọi con. Con xin lỗi cô. Con xin lỗi cô. Cô ơi, con có làm gì đâu. Kìa Chíp à, cô có mắng gì con đâu. Con không làm gì sai mà. Cô thương Chíp mà. Tình hình bé Chíp như vậy đó, tình trạng tâm lý của con bé không tốt chút nào. Tôi... Có lẽ tại tôi. Theo tôi hiểu, là do cách chị đã ứng xử với con bé,
Chúng ta thường hay nhầm lẫn, tức giận cũng là biểu hiện của yêu thương. Nhưng thực ra, tức giận chỉ là do chúng ta không quản lý được cảm xúc. Vâng, có lẽ tôi sai rồi. Tại tôi mà con bé thành ra như vậy. Hai anh em cậu đã gây ra hậu quả rồi đấy. Vâng, chúng em biết lỗi rồi ạ. Giờ thì các cậu đã nhất trí là tách nhau ra chưa? Có thế tôi mới điều hành được các cậu. Đừng đồng nhất yêu thương là tức giận. Đấy chỉ là sự bất lực trong điều hành cảm xúc mà thôi. Tôi cũng có lỗi khi quản lý các cậu chưa tốt. Từ giờ sẽ không như vậy nữa nhé. Mẹ xin lỗi bé Chip. Mẹ luôn yêu con, nhưng mẹ không điều khiển được cảm xúc của mình, nên đã thường xuyên tức giận với con. Từ nay mẹ hứa, mẹ sẽ điều chỉnh để không làm con gái của mẹ tổn thương nữa nhé. Chip yêu mẹ. Mặt trái. Nhóm mình hôm nay không xong không về đấy nhé. Đợi tôi một lát. Hôm nay anh cố thu xếp về và ăn tối với con nhé. Dạo này anh đang bận mấy dự án liền. Hai mẹ con thông cảm cho anh. Hôm nay việc đang gấp lắm. Thằng Tí khéo đến cả tháng chưa thấy mặt bố. Anh sẽ cố gắng về sớm mà. Các cậu cố gắng hoàn thành đi. Sau đợt này sẽ được xả hơi. Anh yên tâm. Video nhóm mình lần này nhất định phải lọt top tát thịnh hành YouTube. Chắc luôn anh ơi. Cái đó thì khó nói lắm. Anh phải tin ở tụi em chứ. Phần lời bài hát tôi đã duyệt rồi. Sao các cậu lại tự sáng tác thêm? Thế mới nổi được chứ anh ơi. Đối tác chỉ muốn chúng ta làm nổi bật sản phẩm nước ngọt xuất hiện trong video ca nhạc này. Anh yên tâm, không lố gì cả đâu. Lại còn không, mấy nội dung như thế không được phép đăng lên đâu. Trời, tại anh không theo dõi mấy kênh video của thế giới trẻ bây giờ thôi. Anh em mình tuy cũng coi là già rồi, nhưng vẫn phải bắt kịp xu hướng anh ơi. Sao? Xu hướng? Đây anh xem, mấy chục triệu lượt xem đây này. Ừ nhỉ, sao hút người xem thế? Anh cứ tin bọn em đi, mình có phát trên truyền hình đâu mà ngại. Bọn em thức cả đêm mới xong đấy ạ. Sếp tổng tôi đang tin tưởng giao cho nhóm ta làm việc độc lập. Nhưng càng như vậy thì các bạn phải cẩn thận. Những chỗ dùng từ hơi quá, bọn em sẽ cho chèn bớt tiếng đi. Anh cũng thấy đấy, mấy video vừa rồi rất là hiệu quả. Được rồi, nhất anh. Lượt xem các video nhóm cậu làm dạo này tăng vọt, cố gắng phát huy nhé. Được như thế là nhờ công sức của cả nhóm, đặc biệt là các nhân viên trẻ anh ạ. Tốt lắm, lần này tôi sẽ có thưởng nóng cho cả nhóm. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Tốt quá, đúng là lượt xem, lượt thích ngày càng tăng. Anh, clip lần này của nhóm mình, em tin là sẽ có khả năng tiến rất xa đấy ạ. Em nghĩ ngoài YouTube, anh nên đề nghị sếp cho đăng trên các trang Facebook lớn. Nhiều lượt theo dõi sẽ đến được nhiều người xem hơn. Đặc biệt quảng cáo lần này hướng tới đối tượng là thanh thiếu niên. Đối tượng là thanh thiếu niên thì càng phải chú ý về câu từ bài hát. Anh ơi, tuổi ấy các em ý thức được đâu là nhạc chế lại, đâu là bài nguyên gốc mà. Đành rằng như thế, nhưng... Bây giờ nhà nhà chế nhạc, người người chế nhạc, chúng ta là công ty quảng cáo đàng hoàng, có văn bản xin phép nhạc sĩ rồi thì lo gì hả anh? Mừng thắng lợi này, nhóm mình phải được xả hẳn mấy ngày anh nhỉ? Video lần này cán mốc 100 triệu lượt xem chứ chẳng đùa. Nghỉ ngơi thôi. Các cậu còn thanh niên phòng không thì cứ thoải mái hẹn hò người yêu, chứ tôi thì phải về nhà ngay. Dạ, anh em mình cũng trường kỳ ở công ty gần tháng trời rồi chứ ít gì. Trời, mấy đứa bé này hát gì vậy? Đây chả phải lời bài hát chế của nhóm mình sao? Chết thôi, đối tượng người xem hướng tới ít nhất cũng phải tầm tuổi sinh viên cơ mà. Các cháu không được phép hát như thế. Ai cho các cháu xem video ca nhạc của người lớn hả? Cháu xem iPad, ấn vào coi thôi mà. Sao lại không được hát ạ? Hay ơi là hay. Có biết thế là hát bậy không hả? Bố mẹ các cháu đâu? Bố mẹ cháu đi làm rồi, chỉ có bác giúp việc ở nhà thôi ạ. Bác ấy cho chúng cháu xem iPad. Còn không hiểu mình hát gì mà hát ván trời lên thế à? Sao chú lại mắng bọn cháu? Không hát nữa thì thôi ạ.
Trời đất, thằng Tí nhà mình chiều nào cũng ở nhà một mình với cái máy tính. Tí, con làm gì thế hả? Bố về ạ. Con đang làm bài tập về nhà ạ. Con đang học cái này hả? Con đang làm bài tập ngoại khóa chủ đề mặt trái của mạng xã hội. Con chỉ bật vào để lấy tên ghi vào ví dụ sản phẩm nhạc chế thôi bố ạ. Video này đang có nhiều lượt xem nhất trên YouTube. Cô giáo con bảo các sản phẩm nhạc chế bây giờ làm lệch cả xu hướng nghe nhạc của một thế hệ. Không biết ai đi làm mấy cái video này nữa. Bất công quá bố nhỉ. Bố sao thế ạ? Bố không sao. Con làm bài tiếp đi. Nhớ không được xem mấy cái thứ nhạc đấy, nghe chưa? Vâng, con biết mà bố. Bố về rồi, bố hứa với con lúc nào cũng phải về nhà ăn tối nha. Ừ, bố hứa. Các cậu gỡ ngay video mới làm xuống cho tôi. Sao thế anh? Không ơ nón gì hết. Sáng nay chúng ta sẽ có buổi họp gấp. Và từ nay, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện thêm mấy từ bậy bạ lượt xem đến từ chất lượng của sản phẩm. Tổn thương riêng con. Sự đổ vỡ là điều không ai mong đợi, nhất là với người đã được làm cha làm mẹ như chúng tôi. Alo, anh đấy à? Chiều nay anh có thể ghé về nhà ký vào đơn ly hôn không? Tôi đã soạn sẵn xong xuôi rồi. Tùy em, nếu em muốn. Tùy, nếu em muốn. Tại sao anh lúc nào cũng chỉ có mấy cái từ đấy? Việc gì anh cũng đùn đẩy cho tôi hết thế hả? Chiều anh về được chưa? Ok, vậy tôi để sẵn trên bàn. Anh về cứ ký vào đấy cho tôi tự ra tòa nộp. Con vào ăn cơm đi. Cơm nước xong nghỉ ngơi rồi chiều dậy học bài. Mẹ đi có việc, chiều mẹ về. Vâng. À, chiều bố con ghé về nhà có mấy việc phải làm. Nếu mẹ chưa về, con cũng không được đi theo bố đấy nhé. Bố có rủ đi ăn thì cũng không đi, rồi lại đưa đến mấy chỗ nhậu nhẹt là cùng. Hư cả người, muốn ăn gì thì đợi mẹ về đưa đi, nghe chưa? Vâng. Không phải là mẹ cấm con. Thôi, lớn lên con sẽ hiểu. Giờ mẹ chỉ có mình con thôi, con hiểu không? Thôi, đến giờ mẹ phải đi rồi. Con nhớ lời mẹ dặn đấy. Phải ở nhà đợi mẹ, không được đi theo bố. Bảo Trâm, mẹ đâu? Con ở nhà một mình đấy à? Vâng, mẹ đi có việc ạ. Chẳng hiểu cô ta nghĩ gì mà để con bé ở nhà một mình thế này. Thế con đã ăn gì chưa? Dạ chưa. Mẹ bảo đợi mẹ về mẹ đưa đi ăn. Thế thì chết đói à. Đi với bố, bố đưa đi ăn. Thôi, con đợi mẹ. Chắc mẹ lại dặn con đừng đi với bố chứ gì. Thôi được, mẹ con quá lắm rồi. Chỉ mong sau này lớn lên, con đừng giống như mẹ con thế này. Không đi thì bố ở đây với con, đợi mẹ về. Bố nấu mì cho con ăn nhé. Anh ký chưa? Đi đâu thì cũng để ý đến con một chút chứ. Để mình nó ở nhà thế này, muộn rồi còn chưa được ăn gì. Bảo nó đi cùng nó nhất định không đi. Em lại nhồi nhét vào đầu con bé điều gì phải không? Tự nó biết, cần gì ai phải nhồi nhét. Mà tôi là mẹ của nó, không lo cho nó thì ai lo cho nó bằng tôi. Anh đã ký rồi đấy, em làm gì thì làm. Vâng, tôi là mẹ của Bảo Trâm đây. Dạ, vâng, vâng, cảm ơn cô, chúng tôi sẽ lưu ý. Dạo này con hay lơ đễnh, kết quả học tập sa sút nhiều, mong anh chị quan tâm đến con hơn. Không biết ở nhà con ăn uống có điều độ không? Chứ ở trên lớp, hầu như con toàn bỏ bữa, sức khỏe của con có vẻ cũng yếu hơn, thì thoảng còn ngủ gật. Trước kia tôi chưa bao giờ thấy con như vậy. Ôi sao số tôi khổ thế này. Chưa xong việc nọ lại đến việc kia. Không hiểu con bé bị làm sao nữa. Mình có để cho nó thiếu thốn gì đâu cơ chứ. Anh ta lại về có việc gì thế này? Em nói xem có phải bố mẹ đều chán ghét chị không? Chắc thế nên dạo này chị ít gặp bố lắm. Bố toàn đi suốt, nhiều hôm không về.
chỉ gặp bố trong mơ thôi. Chỉ có em là vẫn yêu chị nhất, mẹ cũng không còn như trước nữa rồi. Mẹ toàn khóc, chị muốn lại gần mẹ lắm, nhưng sợ... Bà ngoại cứ bảo, trẻ con chẳng biết gì, nhưng chị biết hết mọi thứ. Chị biết cả ly hôn là gì nữa đấy. Ở lớp chị có bạn Minh Anh và Quốc Dũng, bố mẹ cũng ly hôn từ lâu rồi cơ. Minh Anh nói với chị, ly hôn là mình không còn được sống cùng bố hoặc cùng mẹ nữa đâu, sẽ phải chọn một trong hai thôi. Bạn ấy bảo chị nên suy nghĩ từ bây giờ xem yêu ai hơn để còn chọn. Nhưng mà chị nghĩ mãi rồi mà vẫn không chọn được. Em bảo chị chọn ai bây giờ? Còn bạn Quốc Dũng thì nói với chị, ly hôn tức là trẻ con sẽ thành mồ côi, không có bố cũng chẳng có mẹ đâu. Bố Quốc Dũng đã cưới một cô rất xinh, rồi sinh cho bạn ý một em gái. Em ý gọi bố bạn ý là bố, gọi cô kia là mẹ. Thế là bạn ý mất bố, mẹ bạn ý cũng thế. Vậy là bạn ý mất luôn cả mẹ đấy. Ôi, con gái của tôi, mẹ, mẹ xin lỗi con. Bố có lỗi với con, bố mẹ tệ lắm phải không con? Ích kỷ, vô tâm, không quan tâm đến cảm xúc của con, để con gái bố bị tổn thương thế này. Con biết không, dù thế nào thì bố mẹ vẫn mãi mãi yêu con. Con là món quà quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho bố mẹ. Làm sao có thể để con phải lo chọn bố hay chọn mẹ? Bố mẹ luôn bên con, phải không Thấm? Con gái đã thật sự đánh thức chúng tôi trong một cơn mê dài lạc lối về cách ứng xử của người làm cha, làm mẹ. Dù cho cuộc hôn nhân của chúng tôi có cứu vãn được hay không, thì tình yêu dành cho con là bất biến. Chúng tôi đã không còn lôi kéo con vào cuộc chiến ly dị của mình nữa. Tôn trọng lẫn nhau để con cảm nhận được tình yêu thật sự của cả bố và mẹ. Đó là điều trên hết. Bà Sáu, Hà Tiện. Dạ, thưa ngoại, con đi học. Ờ, đi đi con. Sáu ơi, Sáu có nhà không? Ơi, có nhà nè. Nay từ qua đây muốn mua cái gì nè? Trái cây hay kẹo gừng? Thì Sáu có cái gì mới tôi mua ủng hộ cho. À, mà sữa hộp coi bộ được à nha. Ừ, mua sữa uống đi. Nói cho Tư nghe, sữa này Thắng, cháu của tôi, nó gửi từ thành phố về, uống vô khỏe người lắm đó nghe. Ôi cha, được à, tôi mua sữa. À, mà cuối tuần này à, hội hưu trí tổ chức đi du lịch, Tư cùng đi với tôi nha. Dù là với chả du lịch, đừng có mơ, tôi không đi làm gì cho tốn tiền. Thôi, ông về đi. Thôi đi với tôi mà sao? Mình già rồi phải hưởng chút ít chứ. Sao để tiền sau này mang xuống mồ hả? Dám quở tôi hả? Đi về ngay cho khuất mắt tôi. Bà mình dữ thiệt. Ngoại, sao ngoại lại đem sữa anh hai mua cho ngoại ra bán vậy? Ờ, thì ngoại không uống thì bán thôi. Có gì mà mày khó chịu với ngoại vậy hẳn? Ngoại ơi, nhưng mà mấy hộp sữa này là để ngoại uống. Ngoại già rồi cần được bồi bổ. Anh hai mà biết là không gửi cho ngoại nữa đâu đó. Tổ cha mày, dám nói ngoại già hả? Con cháu gì mà tối ngày chê ngoại mình này nọ. Hay... Nè, cậu kia, cậu là ai vậy? Tự nhiên ban ngày ban mặt bịt mặt vô nhà tôi làm gì? tôi là cướp. Một tên cướp lãng mạn nhưng cực kỳ liều mạng. Ê mày, lãng mạn ghê chưa? Ủa, mà sao nhìn cây súng của mày kỳ kỳ, cứ y như đồ chơi con nít. Kỳ gì mà kỳ, tôi bắn một phát là chết như chơi nha. Nếu biết sợ thì đưa tiền đi,
ngay và luôn, ok? Tao không đưa tiền cho mày đâu, có giết bà cũng không đưa cho mày. Ngoại ơi, cướp, cướp hả ngoại? Không cướp tiền thì rảnh đâu vô nhà hai bà cháu mày hả? Ngoại, ngoại ơi, cứu con. Bây giờ có chịu đưa tiền cho tôi không hả, bà Sáu Hà Tiện? Tôi không đùa với bà đâu. Bà ơi, tiền đây, thả cháu tao ra. Đừng có mà săn, tôi biết bà còn đầy tiền giấu sau cột nhà đằng kia. Mau đưa hết ra đây, bà già rồi, tích lắm tiền làm gì? Thằng nhái ranh, theo dõi mình lúc nào không biết. Tiền, tiền tao dành dụm bấy lâu giờ tao đưa cho mày. Mau thả cháu tao ra, nhanh lên. Hả? Sao lại là con hả Thắng? Thật ra thì tụi con bày ra trò thôi. Ngoại đừng giận con, là con đã nói chuyện này cho anh hai biết. Alo, anh hai. Dạo này ngoại khỏe không Út? Tiền hai gửi ngoại có mua đồ ăn tẩm bổ thường xuyên không? À, còn mấy hộp sữa hai gửi nữa, ngoại uống hết chưa? Hai ơi, tiền hai gửi ngoại đâu có xài. Sữa cũng không uống mà đem bán cho ông Tư hàng xóm. Em nói ra ngoại còn giận lẫy nữa. Phải nghĩ cách để ngoại không còn Hà Tiện như thế nữa. Hai cái đứa này, mày đặt nghĩ ra cái trò cướp giật, vui lắm phải không? Ngoại ơi, ngoại đừng giận hai anh em con mà. Tụi con thương ngoại mới làm vậy để mong ngoại thay đổi bản tính Hà Tiện của ngoại. Tuổi ngoại càng cao nên ngoại cần nghỉ ngơi, dưỡng sức, bồi bổ thật nhiều vào. Nhìn thấy ngoại khỏe mạnh, tụi con mới yên tâm ngoại à. Đúng đó ngoại ơi, nhìn ngoại ăn không dám ăn, cứ Hà Tiện từng ly từng tí mà con xót lắm. Hai đứa là món quà to lớn của ngoại. Giờ ngoại già cả rồi, sống cũng chẳng được bao lâu nữa. Không Hà Tiện thì lấy gì lo cho hai anh em con? Ngoại ơi, sau này đứa thì phải gả chồng, đứa thì gả vợ. Ý ngoại là đứa thì lấy vợ, còn đứa kia lấy chồng, ngoại phải lo trước chứ. Cháu thấy ngoại mới nên gả đi. Ông Tư có vẻ thương ngoại lắm. Sáu ơi, hôm nay hạn chót đăng ký đi du lịch rồi. Sáu đi với tôi đi. Thằng cả nhà tôi nó vừa cho mấy triệu. Sáu đi đi, không phải nghỉ nhé. Không cần tiền của Tư, Sáu cũng có tiền nè. Vậy là Sáu đồng ý đi du lịch với tôi ha? Thì đi lần cho vui. Sáu đáng yêu quá. Yeah, ngoại thiệt là hết sảy. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.